chỉ đến số 12 giờ. Sau giấc ngủ đêm nay của anh chợt khó hơn những khi mỗi ngày. Rồi nhiều đêm qua như thế, em đã không còn như xưa. Lúc em buồn đã có đứa khác thay anh xóa tan mọi mệt. Đời hư áo đưa em vào cơn mê, gọi em đến anh lại xa xa. Mỗi ngày như thế, em đều dùng cảm xúc ao để tìm niềm vui, chạy theo những xa hoa phù du, làm cho cuốn em vẫn chưa về. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm cuối mà anh đi về em thôi. Anh phải đi rồi. Anh đi về nơi xa, có xóa hết kỷ niệm đã yêu.